đọc sách chính là giải pháp mang đến tri thức và sự tiến hóa trong tâm thức mà từ xưa đến nay không ai có thể phủ nhận điều đó. Sách chính là thức ăn của tâm trí. Bản thân tôi luôn trăn trở làm sao để làm sống dậy văn hóa đọc sách trong chính cá nhân mình và học trò. Vì thế tôi đã quyết định tham gia dự án Chiến binh văn hóa đọc, nhằm sát cánh cùng với nhà trường đưa văn hóa đọc đến từng học sinh, từng giáo viên, từng phụ huynh thông qua những hoạt động sôi nổi và bổ ích, những giờ đọc sách hạnh phúc và hứng thú để đánh thức niềm đam mê tìm kiếm tri thức tinh hoa trong từng quyển sách của mỗi người, để sau này chúng ta có một thế hệ con người mới, có ước mơ, hoài bão cho cuộc đời, biết tư duy sâu sắc, sống hướng thiện, tự tin và mạnh dạn bước vào đời bằng kho tri thức thực tiễn, có đủ những kỹ năng cần thiết để hội nhập và vươn ra thế giới, trở thành những người dẫn đầu và tiên phong trong các hoạt động vì lợi ích của xã hội. Để 20 năm nữa, chúng ta sẽ thấy một thế hệ trẻ văn minh, dám sống, cống hiến và đầy tử tế. Trước hết, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Hoa, giáo viên tiểu học. Tôi xin cam kết sẽ thực hiện 3 sâu: 1. Nội dung sâu, 2. Thái độ sâu, 3. Chuyển hóa sâu. Qua những buổi chia sẻ của thầy cô trong dự án, bản thân tôi nhận thấy một số điều tuy vẫn còn mang tính chất sơ sài. Tôi sẽ tiếp tục học tập để suy nghĩ và nhận thức của mình về việc đọc sách sẽ ngày càng sâu sắc hơn. 1. Kỹ năng tự học là kỹ năng vượt trong tất cả các kỹ năng. Có được kỹ năng tự học, ắt sẽ có được các kỹ năng khác như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng quản lý cảm xúc. 2. Ba gốc để trở thành người tinh hoa, đó là đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Ba yếu tố đó là những yếu tố cốt lõi làm nên nhân cách, giá trị của một con người trong cuộc sống. Muốn có được ba yếu tố đó, cần phải nỗ lực học tập suốt đời. Một người thầy vừa có đạo đức, vừa có trí tuệ, vừa có nghị lực, ắt là người thổi hồn nhân cách cho các thế hệ học sinh. Điều đó góp phần xây dựng cộng đồng tử tế, trong đó có những học sinh tử tế. 3. Xây dựng môi trường tam bảo: thầy, bạn, sách. 4. Thực hiện nguyên lý 3H: học, hiểu, hành. Tức là chia sẻ lại những gì được học là cách nhanh nhất để hành và hiểu sự học. 5. Để xác định tầm nhìn, cần trải qua các bước: hiểu sâu sắc, tìm giá trị cốt lõi, sứ mạng và tầm nhìn. Là người giáo viên, bản thân không chỉ rèn luyện trí tuệ mỗi ngày mà luôn ý thức vun bồi đạo đức, nghị lực và đúc kết bài học mỗi ngày để có sự chuyển hóa từ tâm sâu sắc nhất. Học để giúp mình, giúp đời chưa đủ, cần tìm ra đam mê và mục đích sống để có thể cống hiến và phụng sự cho đi nhiều hơn. 6. Thực hiện tốt 6 cấp độ đúc kết sách tinh hoa: luôn quan sát, phân tích, đúc kết và ứng dụng. Trong thời gian tham gia dự án, tôi đã được tiếp xúc, học tập với nhiều chị em trong đội nhóm ở nhiều địa phương khác nhau, công việc khác nhau, là giáo viên, là lái xe, là nhân viên thư viện. Nhưng ở họ đều toát lên tinh thần ham học, mong muốn mang văn hóa đọc đến với bản thân và tất cả mọi người xung quanh. Đệ nhị thân của tôi là người vô cùng thú vị. Chị luôn gọi tôi dậy sớm vào học, nhắc tôi hoàn thành bài tập, chia sẻ những nội dung còn lơ mơ, động viên tôi khi tôi nhụt chí, chia sẻ những niềm vui, những trải nghiệm các nội dung học tập hay các khóa học mà chị đã từng tham gia. Tôi yêu những đồng đội tôi. Tôi sẽ cố gắng để được đồng hành cùng họ cho đến chặng cuối cùng. Tôi muốn được tiếp tục theo học những chặng gian khổ tiếp theo để tôi có thể thực hiện mục tiêu và kế hoạch của mình và cũng là của dự án văn hóa đọc
vì một Việt Nam ham đọc sách. Mặt trời sáng tươi, một ngày lại đến đây. Ôi sen tôi yêu, cả thế giới đang hòa mình cùng nằm trong sách. Nhiều điều rất hay, cả bầu trời tri thức. Sách cho tôi đã đứng, cho tôi nghị lực và hiểu sâu sắc. Tôi yêu sách hay, tôi yêu sách hay. Là nhà đọc sách, là nhà đọc sách. Một giờ mỗi ngày, một giờ mỗi ngày. Bạn hỡi chúng ta đọc sách, tương lai sáng tươi. Là nhà đọc sách, là nhà đọc sách. Một giờ mỗi ngày, một giờ mỗi ngày. Bạn hỡi chúng ta đọc sách, tương lai sáng tươi. Tôi yêu sách hay, tôi yêu sách hay. Tôi yêu.